Xin chào anh chị và quý vị đã quay trở lại với channel Ngọc Thị Invest. Nếu đây là lần đầu tiên mọi người đến kênh của em thì kênh của em chuyên chia sẻ kiến thức về đầu tư chứng khoán Việt, cập nhật tin tức hàng ngày và đưa ra những kinh nghiệm mới nhất. Mọi người xem video thấy hay thì mình có thể để lại cho em một like, comment và đặc biệt là chia sẻ video để dành cho những người thân yêu. Và nhớ subscribe kênh để nhận thông báo mới nhất khi em lên video nha. Rồi ngày hôm nay thì thị trường giao dịch khá cảm xúc anh chị ha, bởi vì phiên sáng nó kéo phiên chiều nó rũ à, giúp cho nhiều nhà đầu tư rồi chả biết làm thế nào. Lúc tăng lúc giảm, tăng thì tăng một chút xong bắt đầu là giảm giảm một chút rồi chả biết ra sao, cầm hàng thì cũng lo mà còn cầm tiền thì cũng lo đấy. Thì với cái thị trường như này thì các nhà đầu tư cùng em Thiện nhận định trong ngày hôm nay và theo góc nhìn của em thì như thế nào ha? Tổng khối lượng giao dịch là lên đến 31.000 tỷ đồng rồi, thì theo em là bán cũng nhiều mua cũng nhiều nhưng chủ yếu là mua đấy anh chị ạ. Qua một hai cây phiên trước không mua được, nay thấy tăng phiên buổi sáng là mua hoài luôn đó. Rồi, về chuyển động của thị trường này, anh chị thấy là ngày hôm nay tăng nhiều về gì? Về VIX này, là GA, GVR, PVD, KBC này, PVT. Rồi, giảm tiếp tục là có Vietcombank, BID, CTG, Masan, HPG, Techcombank, MBBank. Nói chung là giảm về chủ yếu dòng trụ. Thật ra anh chị nhìn vào chỉ số anh chị thấy là thị trường điều chỉnh, các mã cổ phiếu điều chỉnh, nhưng có con mã chả điều chỉnh. Thì cái vấn đề ở đây bây giờ thị trường đang phân hóa nhiều và tập trung chủ yếu vào dòng trụ, thế nên là khi mà anh chị đánh với em thì cái danh mục của em đâu có banh đâu, bởi vì em thấy banh chưa phải là điểm vào mua. Chứ bây giờ anh chị vào mà mới hôm trước thấy một hai cây tăng vào banh là coi như dở đúng không? Ngày hôm nay banh giảm khá là sâu. Rồi về chuyển động của tổ chức thì anh chị thấy rằng nước ngoài thì hôm nay tiếp tục bán gần 1.000 tỷ, anh chị bán ghê rồi chứ, mấy ông này chốt lời. Còn về tự doanh thì hôm nay là mua 221 tỷ, cho thấy là dòng tiền vào mạnh. FCN chúng ta có này, 55 chúng ta có này, rồi là một số con mã cổ phiếu ha. Rồi chuyển động của ngành thì anh chị thấy có sự phân hóa nhiều, đặc biệt là dòng ngân hàng là hôm nay giảm điểm nhiều rồi, giảm toàn bộ. Còn đâu là có bán lẻ giảm, còn đâu là hóa chất, vận tải, bất động sản, nước khí đốt. Nói chung là về dòng bất động sản thì hôm nay em sẽ phân tích cho anh chị một số cái góc nhìn của em trong thời gian tới để làm sao để anh chị có thể là gom được về dòng bất động sản ha. Nó chưa phải vào sóng nhưng mà nó sẽ vào sóng trong thời gian tới. Rồi thì đối với về VN Index đi, đối với về VN Index như này thì anh chị theo anh chị đánh giá là như nào? Với em thì việc cái cây mà nó có sự rút râu ở trong cuối phiên này việc rất là tốt, cho thấy là dòng tiền của các nhà đầu tư là bây giờ đang đổ vào. Nghĩa là nếu mà đây là mới cây giảm thì nó phải giảm là những cái cây như này này, những cái cây như này rất là quan trọng. Sau rồi anh chị học xong khóa học của em thì anh chị sẽ biết về cái lực nến ha. Nghĩa là ví dụ như những cái cây mà như này này mà nó rút râu phía bên trên thì cho thấy là gì, đẩy không lên nổi nữa, sau bắt đầu nó cắm xuống. Còn cây bên dưới này là gì, đẩy xuống không nổi nữa và rút râu tạo một cái phiên đi lên, thì theo em đánh giá trong phiên ngày mai thì vẫn là có khả năng một phiên tăng. Chúng ta cùng vào xem những cái khung thời gian nhỏ hơn đi. Về những khung thời gian nhỏ hơn anh chị thấy vào khung thời gian 1 giờ cho thấy là những cái dòng tiền bây giờ đang rút râu khỏi thị trường. Nghe đây này, cây nến này, cây nến gì, cây nến pin 3 đây, nó cũng giống y chang cái khu vực này, giống y chang những cái khu vực là ở bên dưới đáy các anh chị ha. Nó chỉ khác là khác về cái độ to và độ nhỏ thôi, còn với cái lực nến như này thì khả năng cái việc mà nó giữ trận được ở đâu đó là 1260 thì nó sẽ lên 1.300 là điều bình thường của thị trường anh chị ha. Nên là anh chị nên lưu ý một điều là khi mà thị trường nó có sự biến động này này thì nó sẽ có hai điểm để anh chị mua. Một là cái điểm mà khi mà nó chững lại như này, nó tạo thành cây nến MA3, INSA3. Cái thứ hai nữa là điểm mà khi mà nó có sự xác nhận của dòng tiền ở đây, đây là một cái cây nến gọi là ma dư bô dư, và đây là điểm thứ ba. Một trong ba điểm này bắt buộc anh chị phải mua hàng, còn nếu vượt qua ba điểm này thì khi mà thị trường nó ngày mai nó tăng vọt lên ấy, thì chắc chắn anh chị không có hàng là chắc đúng không? Nếu mà xét về gì, xét về cung cầu, nghĩa là nó đã retest lại những cái khu vực đỉnh trước đó của nó. Đây, cái đỉnh ở đây thì nó chỉ là cái đáy của thị trường ở đây này đó, thì anh chị thấy là nó chỉ retest lại thôi. Còn gần hơn thì anh chị thấy vào khung thời gian nhỏ hơn thì nó là gì, nó là retest ở ngay gì, ở ngay cái đỉnh chỗ này, nó lên trên này nhiều người người ta nghĩ là tạo thành mô hình hai đỉnh, người ta thoát hàng ra là đều bình thường. Nhưng theo quan điểm của em với việc rút râu này là thị trường nó sẽ có khả năng đi lên mạnh nha, nên là anh chị cứ thế anh chị yên tâm cầm hàng, bởi vì không có nhịp mua nào tốt bằng cái nhịp rũ cả, không có nhịp mua nào tốt bằng cái nhịp chỉnh cả. Chỉ khi thị trường chỉnh thì anh chị mới có cơ hội để anh chị mua hàng giá rẻ, chứ còn nếu mà thị trường mà nó còn tăng trưởng ấy là anh chị luôn luôn anh chị đu khu vực cao. Luôn luôn là như vậy.
Nên là đối với thị trường thì theo em đánh giá quan điểm của em ít nhất là lên 1.300 trong thời gian tới, có thể là sang tuần sau. Còn phiên thứ sáu thì không thể lên 1.300 được, khó. Từ đây lên là 1.300 là khoảng bao nhiêu điểm nữa anh chị? Cỡ khoảng là 37 điểm nữa, chưa chắc. 37 điểm vẫn có thể xảy ra bình thường. Ngày hôm trước là nó tăng bao nhiêu điểm? Ngày hôm trước là nó tăng 20 mấy điểm, 24, 25 điểm. À, nên là nó tăng khoảng 30 mấy điểm một phiên thì cũng có thể xảy ra anh chị ha. Nên anh chị nên lưu ý là sao? Là đối với thị trường này lúc này á, cái việc chúng ta là bây giờ tự tin cầm hàng, bởi vì cái xu hướng bây giờ là xu hướng tăng trưởng à, và khi mà rũ xuống thì anh chị chỉ việc mua mua và mua thôi, đừng có làm gì cả, đừng có thấy hàng, đừng có thấy rũ một cái mình mang ra bán, đừng có thấy tăng một cái mình mua lại, đánh như vậy nó tốn phí chứ được cái gì đâu, đúng không? Tốn phí giao dịch. Chứ còn bản thân em thì em là môi giới thật, nhưng mà cái nào nó có hiệu quả thì em nói với anh chị, chứ không phải là em cứ muốn anh chị ra vào lệnh nhiều đâu. Đánh nó phải có hiệu quả, và cái thứ hai nữa là nó nhàn đầu, nhàn tâm lý. Cứ đánh thì hôm mua hôm bán, đánh như này đánh như không ổn. Anh nhá. Rồi thì ngày hôm nay anh chị thấy thị trường chỉnh nhiều luôn, anh chị vào xem ngân hàng này. Có con nào cũng chỉnh không? Những cái con ví dụ như VIB này, nó bật lên trên này nó chỉnh là điều bình thường. Những cái con này nó có khả năng nó tạo thành mô hình nêm ở đây này anh chị này. Mô hình nêm này này, và nó sẽ đi lình xình xình đây, vì khi nào nó tăng thì nó mới tăng được. À, còn những cái con này cũng y chang như vậy. HD Bank này, HD Bank thật ra nó cũng thành hình thành trên giảm này. Rồi là chúng ta có VIB đó, chúng ta có LB đấy, LB thì nói từ trước rồi, OCB đúng không? Rồi là có thì Vietcombank, khả năng nó phải retest đây một lần nữa chứ chưa lên lên được luôn, retest đây lần nữa. Nên là nếu mà anh chị nhìn chỉ số anh chị sợ ấy, thì làm sao anh chị mua được, đúng không? Ví dụ như anh chị thử coi mấy cái con mà hôm nay nó không chỉnh đi, ví dụ như anh chị thử coi DigiUA đâu chỉnh đâu, thị trường giảm sao con này không giảm, KBC thị trường giảm, con này đâu giảm, con này thậm chí tăng, nếu mà hôm nay thị trường tốt là con này tăng trần liệt, bởi vì phiên sáng nó đã tăng đâu đó khoảng 6% rồi. Nhưng mà do thị trường không tốt thì sao, không tốt thì nó rút râu thì bình thường thôi, chả có vấn đề gì. Và anh chị thấy là ví dụ như là những con FCN đâu chỉnh đâu, đúng không? Nếu mà nó chỉnh, toàn thị trường chứ không thể nào mà chỉnh một số con này, nó cho thấy sự phân hóa. Còn khi mà thị trường giảm điểm là chủ yếu là các dòng trụ, anh chị nhìn VN30 này hầu như là chỉnh hết, chỉ có PLX không chỉnh này, hay là GVR không chỉnh, bởi vì có những con này quá mạnh, hoặc GAS không chỉnh này, đúng không? Chứ còn những cái con khác ví dụ như là MWG đánh đánh rất khó, bởi vì sao, bởi vì nó lên cây xong chỉnh cây, thì bây giờ em không có đánh những cái con này nữa rồi. Em chỉ đánh những dòng mạnh thôi đó. Chứ còn về những mã khuyến nghị của em thì vẫn tăng mạnh mà, anh chị thấy VDS vẫn tăng, hay là ORS thì vẫn tăng này. Đó, hoặc là CTD vẫn tăng này. Còn những con kia nó giảm điểm là giảm, điều chỉnh của thị trường là điều bình thường, khi mà nó giảm điểm thì anh chị phải mừng, mừng vì nó không tăng, đúng không? Mừng vì nó không tăng, bởi vì là những ai chưa có hàng thì đương nhiên là người ta sẽ vào được hàng. À, chứ còn ví dụ như là thị trường tăng mạnh thì làm gì có cớ để vào, đúng không? Lên à, 5 năm này, 5 năm nó là một cây đây là một cây rút râu rất là mạnh, cho thấy dòng tiền vào rất sâu, nên trong từ ngày mai khả năng nổ anh chị ạ. Rồi chúng ta đi qua một dòng khác như bất động sản này, anh chị thấy có DIG đang có khả năng đi hồi phục về những vùng khu vực 28. Con này khi nó break lên thì đánh mới được, chứ còn bây giờ nó đánh thì gần như là 50-50. Lên trên này không biết là nó có gì, nó có điều chỉnh lại không, chứ còn nếu mà lên trên này điều chỉnh trở lại thì con này chắc chắn ăn. Đấy. Và ví dụ như anh chị thấy là CEO các thứ này, nói chung là những con này thật ra vào tiền đẹp rồi, nhưng mà em vẫn phải cơ cấu, bởi vì nó đi rất chậm. Mô hình thì đúng rồi, nhưng mà nó đi rất chậm, như này mình cơ cấu để mình đánh con khác. Sau khi mà nó đẹp lại thì chúng ta đánh sau, đúng không? Nó làm pha chạy nước rút thì chúng ta sẽ đánh sau, không vấn đề gì cả. Đấy, VIX này, đấy, bao sự tăng trưởng đấy anh chị, nhưng mà mấy con này yếu thì mình phải cơ cấu thôi. Chứ còn dòng về bất động sản anh chị chú ý KDH là một này, chú ý về Nam Long là hai này, đấy, thậm chí là gì, PR thì chưa, PR hiện tại thì hình thành trên giảm rồi, trong ngắn hạn đấy ha, nhưng là những con này thì chưa đâu. Chứ còn ví dụ như nổi nổi lên phải có gì Nam Long khá là ok nhá. Còn về dòng chứng khoán thì anh chị thấy là ngày hôm nay tăng trưởng tốt, VCI tưởng trần anh chị, rồi là VIX tưởng trần luôn đấy, những con này rất là mạnh, nhưng mà gì thị trường nó không ủng hộ thì nó không trần được thôi anh chị. ORS vẫn tăng mạnh này, APG này, nên là thị trường chỉnh mà những cái con này không chỉnh thì chứng tỏ nó là con mạnh, đơn giản chỉ vậy thôi anh chị, đừng có suy nghĩ làm gì nhiều. Chứ còn vào thị trường này tính ra mình cũng đặt cược ấy mà, đúng không? Mình đặt cược đúng thì mình ăn, lỗ thì mình chịu, lỗ thì mình cắt lỗ, đấy là điều bình thường. Chứ còn thép anh chị thấy chưa có sóng, nên là danh mục của em cơ cấu về thép là một điều hoàn toàn chính xác và điều hoàn toàn hợp lý, kể cả về dòng bất động sản. Thế đương nhiên là sai chúng ta thì chúng ta cắt một cách vừa phải, 1-2% bình thường. Novaland thì cũng y chang như vậy mà.
trước cái điểm vô của em là ở đây này. Đây, trên trên này, này. Xong nghĩ là về đây bật lên luôn, nhưng mà nó không bật thì thôi, nó hình thành trên mới. Thì khi nào phá vỡ trên đây thì tính. Ví dụ như con này mà nó lình xình đây này, mà nó lên được ở đây, nó hồi phục về thì điểm này ngon nhất. Thì trong thời gian tới nếu mà nó có điểm báo thì em sẽ hỗ trợ cho anh chị sau. Rồi là một số về dòng, ví dụ như phân bón, anh chị thấy DGC bây giờ đang có khả năng bật rất là mạnh, phá vỡ đỉnh rồi thì nó sẽ lên cao lắm. Con này vượt đỉnh cao nhất mọi thời đại rồi, nên là khả năng là bay rất tốt. Xem thời gian trước nào, thời gian trước trước khi mà nó vượt đỉnh mọi thời đại này, và nó tăng cũng rất là ghê anh chị ha, tăng một lèo lên cũng ghê đấy. Con này thì không vào pha chạy nước rút của nó thôi, vào pha chạy nước rút thì nó tăng 800% bình thường. Nên là con này thì em sẽ đánh giá thêm để chúng ta có thể vào không nhá, đánh giá thêm cho phiên ngày mai. Đấy, còn ví dụ như DPM hay là DCM thì những cái con này thì bây giờ nó dần dần nó cũng lên thôi anh chị. BFC này, đấy. Nói chung là nó đều vượt đỉnh hết hết. Còn thậm chí có PVT trần này anh chị này. Đấy. Anh chị nên lưu ý là những cái dòng liên quan đến dòng về 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 dầu khí này chúng ta đang lưu tâm trong thời gian tới nhá. Khả năng là nó cũng tăng khá là tốt. Nhưng mà em không thích cái dòng này là bởi vì sao anh chị biết không? Là bởi vì nó cứ đi rít 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 này, nó đi không có dứt khoát. Đấy, anh chị nhìn kỹ này. Nếu anh chị nhìn lịch sử của nó đi một cây xuống cây, đi một cây xuống cây, nghĩa là có lên nhưng lên rất chậm. Nên là em chê là vì vậy đấy, chứ không phải là nó không có lời. Ví dụ như PVD này, anh chị nhìn cái khúc này này, có lời chứ, nhưng mà đi lên chậm. Thì theo em đánh giá cái việc mà đi lên chậm thì đánh không có thích, đánh đánh phải đánh nhanh và đánh rút nhanh rút gọn được, chứ mấy con nhỏ nhỏ không đánh. Về đầu tư công thì anh chị thấy là ngày hôm nay có HT1 tăng này. Con này thì mình lần trước mình gom đây chốt hòa vốn, nhưng mà bảo tăng lên thì tăng chậm quá, cần mới những cái lần mà chạy nước rút này này, chạy nước rút này này thì nó khó quá anh chị. Mặc dù là cái phụ xu hướng là ok rồi đấy, biết chắc chắn là con này tăng rồi đấy, biết chắc chắn luôn, nhưng mà sao, nhưng mà nó lên chậm quá, mình phải đảo cái một khác nha. Chứ còn trong lòng đầu tư công thì nên quan tâm mỗi là CI, HHV với lại là gì, CTD là những cái dòng này lớn nhất của thị trường rồi nhá. Còn về khu công nghiệp thì ngày hôm nay á có con mạnh nhất là con KBC, thì em hỗ trợ cho anh chị rồi từ bên TikTok, cũng như là hỗ trợ cho anh chị từ bên gì, bên nhóm khuyến nghị hết rồi, là con khu giá rẻ giờ cũng được 4-5% bình thường thôi. Đó. Khi mà em đánh chỉ chọn những con mạnh em hỗ trợ cho anh chị thôi, chứ còn những con khác anh chị thấy nó có tăng đâu. Ví dụ GVR có bảo tăng nhưng mà nó chỉ tăng có 1, mấy à, IDC mà tăng tăng có không phải mấy à, nhưng mà tại sao KBC tăng 3, mấy? Thì đấy là một chút về cái kinh nghiệm của em chia sẻ cho anh chị. Và lúc nó chạy nước rút thì cũng khá là ok ha, khá là nhanh và nó khá là thoát, chứ còn đánh mấy con chậm chậm khó chịu lắm. Thời gian là tiền bạc, nhiều khi là chỉ mình chỉ cần lỡ một cái mình không vào khu cao. Con này retest thành công đi lên, con này khả năng chạy nước rút tốt nhỉ, chạy nước rút khá là ok anh chị ạ. Nên là trong thời gian tới thì khả năng thì em sẽ cân nhắc những cái con như này. PVC thì thôi khỏi nói, PVC chán lắm. Rồi là gách gồm thì thôi. Pâu thì hiện tại em đang có hàng nhưng mà hiện tại âm 1%, nhưng theo em đánh giá là những con này đi chậm thì trong thời gian tới khả năng cơ cấu REE thì lên bay khá là ghê ha. Thì hôm nay thì thị trường nó cũng chả có gì để nói nhiều, chủ yếu là chia sẻ cho anh chị một số cái góc nhìn của em trong thị trường thời gian tới, và em muốn chia sẻ cho anh chị quan điểm rằng thị trường vẫn tốt, không thể nào thị trường xấu trong khi mà con này tăng 4% được. Đó, không thể là thị trường xấu trong khi mà con KSB xấu xấu này mà tăng 2%, hoặc là ví dụ như KBC tăng 3%. Thì cái vấn đề ở đây là nó phân hóa thị trường, và dòng VN30 này là một trong những cái dòng mà nó tác động đến thị trường nhiều và ảnh đến tâm lý chứ. Anh chị đánh hôm nay anh chị đánh đánh bị tâm lý là cái chắc, nhưng theo em thì nó vẫn ổn, vẫn ổn. Nghe con này mà nó hồi phục về những cái vùng hỗ trợ bên này này, bắt đầu có sự rút râu rồi, nó chỉ cần cân bằng trong phiên buổi sáng ngày mai, xong bắt đầu là đến phiên chiều bắt đầu nó bay lên thì tất cả các con đều bay anh chị ơi. Nên chị nêu ý những cái thời gian mà như này lên canh mà gì mà gom hàng, chứ còn để mà nó lúc mà nó vượt qua 1.280 này mà lúc đấy là anh chị vào ấy thì là FOMO là cái chắc, lúc đấy là nó tăng mạnh lắm. Qua 1.280 thì ai chả biết là thị trường tăng đúng không, lúc mà nó đang do dự này này thì mình biết là thị trường có tăng nữa hay không hay như nào, chứ còn bây giờ lên 1.2 tạc qua 1.280 ai chả biết thị trường tăng, thì lúc đấy nó không còn ý nghĩa gì nữa rồi anh chị nhé. Chúng ta phải đi trước thị trường, và những người nào đi trước thị trường những người ăn đậm lắm, chứ còn những người nào đi sau là cũng chỉ là đi theo sau và ăn những cơn sóng nhỏ 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 thế à. Còn danh mục của em thì em hỗ trợ cho anh chị rất là ổn đúng không, KBC nói gì nữa đúng không, rồi là SCN nói gì nữa.
là còn những con mã khác, nói chung là đây là những con mã tiêu biểu để tăng đây, còn những con mã khác thì bây giờ hiện tại thì nó cũng đang tăng trưởng. Anh chị nhìn danh mục của em đấy, nhưng mà ví dụ như FTS các thứ nó điều chỉnh một hai phiên như này nó lên rất là ghê, hoặc là CTS này anh chị đừng có khinh thường nó, bởi vì là nó đang bị phá vỡ đỉnh nó lên rất là ghê. À thì hôm nay thì em cũng giới thiệu qua như vậy thôi, còn một lần nữa là khóa học của em diễn ra vào ngày 21 tháng 3, thì nó chỉ có đâu đó là khoảng chưa đến tuần nữa, chưa đến một tuần nữa là em sẽ hỗ trợ cho anh chị để tham gia khóa học đó. Thì anh chị nào chưa đăng ký thì mình có thể ấn vào link đăng ký ở bên dưới phần mô tả đầu trang TikTok, đầu trang dưới cái video YouTube này, hoặc là mình có thể là thì ở chỗ phần mô tả kênh YouTube thì đều có ha. Vào trong đó thì nhớ là nó có một cái này này, đây là những cái bài học anh chị sẽ được học này, rất quan trọng. Anh đảm bảo với anh chị học xong cái này mà anh chị làm đúng như những gì em là anh chị tự phân tích được. Quan trọng là anh chị có đủ được không thôi. Đây những yêu cầu này. Đấy. Và khóa học mang tính chất thực chiến nhiều, thực hành nhiều nên yêu cầu học viên chăm chỉ rèn luyện sau khóa học để mang lại hiệu quả tốt nhất. Anh chị nào mà học mà có dành được thời gian học ra hết những cái này này. Bởi vì đây là kinh nghiệm 4 5 năm em đúc kết ra nhé. Thì em chia sẻ với mọi người một cách miễn phí thì mọi người nhớ học nghiêm túc và đầy đủ. Đấy. Còn đây là những cái thông tin mà mọi người cần điền, và nhớ là số điện thoại Zalo thì nhập thông tin thì nhớ phải mở cái Zalo lên để các bạn trợ lý bạn check được. Chứ anh chị vào nhập Zalo xong bắt đầu là Zalo thì chặn tìm kiếm người lạ thì sao mà bên em hỗ trợ được anh chị ha. Anh chị nên lưu ý rồi đó. Còn anh chị là muốn tốt hơn thì anh chị cứ vào nhóm, xong rồi chủ động nhắn tin với các bạn gì, các bạn trợ lý, các bạn hỗ trợ. Sáng nay thì em có bảo chú ý về dòng như ở khu công nghiệp, bán lẻ công nghệ này, sắp tới khả năng dầu khí, thép và bất động sản nữa. Đấy, thì anh chị vào trong nhóm thì anh chị sẽ được đồng hành với em những cái thông tin như thế này. Rồi, thì cảm ơn anh chị rất là nhiều đã dành thời gian theo dõi video này. Nếu cảm thấy hay và hữu ích thì mọi người để lại cho em một nút gì? Nút like, nút comment, và đặc biệt là chia sẻ video này cho những người thân yêu. Và một lần nữa là gì? Nhớ là gì? Nhớ là đăng ký kênh cho em để kênh của em phát triển một cách tốt hơn, cũng như là lan tỏa ra nhiều những cái video hay hơn cho mọi người. Hôm nay là 136 rồi, mong rằng sau video này mình có thể lên được 240 hoặc 245 gì đó. Thì cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ với gia đình và người thân. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.